Liên quan đến vụ thiếu niên 14 tuổi ở Tiền Giang bỏ thuốc độc vào sữa, hại chết cha và bà nội, mà Nóng 24 giờ đưa tin vào tuần qua. Hôm nay vụ việc có diễn biến mới. Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Minh Quy, 14 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, để điều tra về hành vi giết người, đồng thời làm rõ thiếu niên này có đồng phạm hay không. Quá trình điều tra làm rõ, thiếu niên 14 tuổi đã lên mạng tìm hiểu cách giết cha, đã lên mạng tải phim đen về xem, và đặc biệt là tìm hiểu cách giết cha, cách giết gia đình trên mạng. Tại cơ quan công an, Quy khai nhận từ khi lên 6 tuổi, do cha mẹ ly thân, nên Quy và hai em về ở với mẹ bên ông bà ngoại tại xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè. Năm 2021, Quy bỏ học và cùng mẹ làm ở vựa trái cây của dì ruột tại tỉnh Tiền Giang. Khoảng 2-3 năm gần đây, buổi tối Quy về ngủ tại nhà của bà nội và cha ở xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè. Ông Hiền thường xuyên uống rượu, nhiều lần Quy kêu cha bỏ rượu thì bị ông la mắng, nên Quy nảy sinh ý định giết ông Hiền. Ngày 13 tháng 10, Quy cùng em ruột gặp một người ở cùng huyện để xin bả chó về thuốc chó hoang. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Quy lấy thuốc bỏ vào hộp sữa mà cha và bà nội thường uống. Đến sáng hôm sau, Quy đi làm như thường lệ thì nghe tin ông Hiền tử vong. Công an tỉnh Tiền Giang xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ xem có đồng phạm hay không và liệu có đối tượng che giấu tội phạm hay không.